Thưa quý vị, ở quần đảo Trường Sa, nơi đất cằn cắt mặn, thiếu nước ngọt, thời tiết lại khắc nghiệt quanh năm, nên việc trồng cây xanh hay tăng gia sản xuất của quân và dân trên đảo gặp vô vàn khó khăn. Nhưng bằng ý chí quyết tâm của những người lính đảo cùng với sự hỗ trợ thường xuyên từ đất liền, đến nay hầu hết các đảo thuộc huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa được phủ kín màu xanh của hàng trăm loại cây trồng khác nhau. Bất cứ ai một lần được đặt chân đến Trường Sa đều ngỡ ngàng trước màu xanh, trước ý chí vươn lên bất khuất của đất và người nơi đây. Mỗi năm, trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, trung bình có tới từ 10 đến 15 cơn bão lớn nhỏ đi qua. Bão gió khiến phần lớn các công trình và cây xanh trên đảo đều bị tàn phá nặng nề. Nhưng với ý chí vượt lên mọi khó khăn khắc nghiệt của thời tiết, từ những chuyến tàu hàng hỗ trợ kịp thời của vùng 4 Hải quân, quân và dân trên các đảo đã sát cánh đồng lòng, quyết tâm để màu xanh trên từng hòn đảo dần hồi sinh trở lại. Để Đảng, Nhà nước, quân đội đã cấp rất nhiều cái nhà lưới, cái nhà kính là bộ đội được trồng rau trong cái nhà lưới, nhà kính, cũng như là đầu tư xây dựng vườn ươm để cho cán bộ chiến sĩ thuận lợi trong việc là ươm chiết, trồng và chăm sóc cây xanh. Không chỉ phủ xanh hòn đảo, từng cán bộ chiến sĩ, mỗi người dân trên đảo đều nêu cao tinh thần hăng hái, tăng gia, lao động sản xuất để phấn đấu không có bất cứ chỗ nào có đất mà không có cây xanh. Ngoài thiếu nước ngọt, khó khăn nhất trong việc trồng rau xanh ở quần đảo Trường Sa chính là hàng năm trên đảo có tới trên 300 ngày nắng nóng, mùa khô kéo dài tới 3 tháng, cùng với đó là gió bão mang theo nước biển mặn. Vì thế, ngoài việc phải che chắn cẩn thận, cán bộ chiến sĩ ở đây còn có nhiều cách làm sáng tạo phù hợp cho việc gieo trồng từng loại cây. Gió chừng mùa nào chúng tôi phải xoay mùa đấy thì mới có rau để tăng gia, phục vụ vào nâng cao chất lượng bữa ăn cho đơn vị, cho bộ đội. Không giống như các đảo nổi, ở các đảo chìm như Đá Đông, Len Đao, Đá Tây, việc trồng rau còn khó khăn hơn gấp nhiều lần. Không có nhiều đất để tăng gia, nhưng những vườn rau chỉ rộng vỏn vẹn chừng 10 mét vuông của cán bộ chiến sĩ trên đảo vẫn quanh năm xanh tốt. Nước tưới rau chúng tôi là tiết kiệm qua cái nước mưa và nước thải sau khi sinh hoạt. Thì anh em cũng tiết kiệm, ví dụ như là sử dụng các loại nước rửa bát rửa 1-2 lần, hoặc là nước vo gạo chúng tôi sử dụng tái sử dụng lại để tưới rau. Để đảm bảo nguồn nước ngọt tưới cho cây, trên các đảo đã được xây dựng các bể chứa hay lắp đặt các bồn chứa nước lớn. Ngoài ra, để có được những vườn rau xanh tốt, cán bộ chiến sĩ ở đây cũng tính toán trồng các loại rau theo mùa vụ để hạn chế các loại côn trùng gây hại. Ta dùng những túi bóng và đựng nước thì treo lên dàn bầu thì khi ong rồi ruồi nó sẽ sợ và tránh xa đi. Ngoài này với một thời tiết với điều kiện hết sức khắc nghiệt, nhưng mà các chiến sĩ trồng được những cái vườn rau đầy đủ các loại rau hoa, làm cho khuôn viên của cái nơi các đồng chí sinh sống và bảo vệ Tổ quốc hết sức là đẹp. Chúng tôi rất cảm động trước những cái thành quả cũng như cái sự cố gắng của đồng chí. Màu xanh tươi mát của mùng tơi, rau muống, cải xanh đã góp phần cải thiện bữa ăn hàng ngày của cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên đảo. Từ chỗ phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn thực phẩm được cung cấp từ đất liền, hiện nay cán bộ, chiến sĩ trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa đã chủ động được một phần nhu cầu thực phẩm tươi, nhất là rau xanh, góp phần cải thiện đời sống của bộ đội nơi đầu sóng, ngọn gió. Thưa quý vị, hiện nay chợ dân sinh là kênh phân phối tiêu thụ hàng hóa phổ biến. Việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các mặt hàng là điều được đặc biệt quan tâm. Thời gian gần đây, các cơ quan chuyên môn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm cho các cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm, các hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, vấn đề đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các chợ truyền thống vẫn còn nhiều hạn chế. Theo ghi nhận, đa số các mặt hàng thực phẩm chế biến sẵn được bày bán không che đậy, bảo quản cẩn thận. Tại nhiều gian hàng, các loại thực phẩm đã qua chế biến cũng được đặt ngay cạnh thực phẩm sống mà không có nơi bảo quản riêng. Phần lớn đều chưa có sự kiểm soát và chứng nhận về chất lượng của cơ quan chức năng, đáp ứng yêu cầu an toàn vệ sinh thực phẩm. Nhiều mặt hàng được bày bán khá nhiều trong các túi ni lông lớn nhưng không hề có thông tin về nơi sản xuất, hạn sử dụng, bao bì, nhãn mác đầy đủ. Bao bì nhãn mác thì là đây là do nhà gia đình sản xuất, cũng đạt được 95%, thế là cũng là tốt rồi. Các loại nông sản, nhất là rau củ quả không rõ nguồn gốc xuất xứ được bày bán tràn lan tại các chợ dân sinh, tiềm ẩn nguy cơ về chất lượng không bảo đảm. Người bán hàng cũng chỉ dựa vào cảm quan để phân biệt. Nói chung là bây giờ theo cảm quan, cái thứ nhất là coi là
phải làm sao bận này bận khác thì mình mới lấy được. Chứ nếu như mà vào nhà hàng nó bị làm sao thì mình chịu đầu tiên. Thế nên là phải cảm quang nó phải là chuẩn. Mà trong khi đó thì mua của người ta thì phải là chuẩn thì mới mua. Chứ không mua không thì bận sau đi không mua nữa. Để đảm bảo sức khỏe cho chính bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh, lựa chọn những sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ, nhãn mác đầy đủ, rõ ràng, thông tin về chất lượng, hướng dẫn bảo quản sử dụng, hạn sử dụng đều phải được in đầy đủ trên nhãn. Cùng với đó, ngành chức năng cần tiếp tục tăng cường tổ chức các buổi kiểm tra các cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh thực phẩm nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, hiện nay chợ dân sinh là kênh phân phối tiêu thụ hàng hóa phổ biến. Việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các mặt hàng là điều được đặc biệt quan tâm. Thời gian gần đây, các cơ quan chuyên môn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm cho các cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm, các hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, vấn đề đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các chợ truyền thống vẫn còn nhiều hạn chế. Theo ghi nhận, đa số các mặt hàng thực phẩm chế biến sẵn được bày bán không che đậy, bảo quản cẩn thận. Tại nhiều gian hàng, các loại thực phẩm đã qua chế biến cũng được đặt ngay cạnh thực phẩm sống mà không có nơi bảo quản riêng. Phần lớn đều chưa có sự kiểm soát và chứng nhận về chất lượng của cơ quan chức năng, đáp ứng yêu cầu an toàn vệ sinh thực phẩm. Nhiều mặt hàng được bày bán khá nhiều trong các túi ni lông lớn nhưng không hề có thông tin về nơi sản xuất, hạn sử dụng, bao bì, nhãn mác đầy đủ. Bao bì nhãn mác thì là đây là do nhà gia đình sản xuất, cũng đạt được 95%, thế là cũng là tốt rồi. Các loại nông sản, nhất là rau củ quả không rõ nguồn gốc xuất xứ được bày bán tràn lan tại các chợ dân sinh, tiềm ẩn nguy cơ về chất lượng không bảo đảm. Người bán hàng cũng chỉ dựa vào cảm quan để phân biệt. Nói chung là bây giờ theo cảm quan, cái thứ nhất là coi là phải làm sao bận này bận khác thì mình mới lấy được. Chứ nếu như mà vào nhà hàng nó bị làm sao thì mình chịu đầu tiên. Thế nên là phải cảm quan nó phải là chuẩn. Mà trong khi đó thì mua của người ta thì phải là chuẩn thì mới mua, chứ không mua không thì bận sau đi không mua nữa. Để đảm bảo sức khỏe cho chính bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh, lựa chọn những sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ, nhãn mác đầy đủ, rõ ràng, thông tin về chất lượng, hướng dẫn bảo quản sử dụng, hạn sử dụng đều phải được in đầy đủ trên nhãn. Cùng với đó, ngành chức năng cần tiếp tục tăng cường tổ chức các buổi kiểm tra các cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh thực phẩm nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định của pháp luật. Các nhà điều hành du lịch Thái Lan đang kêu gọi chính phủ xem xét nghiêm túc các giải pháp cho vấn đề quá tải du lịch, trong đó có đề xuất thu thuế du lịch 300 baht tương đương 8,11 đô la Mỹ với dự báo 40 triệu lượt khách du lịch. Khoản phí 300 baht sẽ giúp các cơ quan du lịch nhận được ngân sách lớn hơn để duy trì các dự án cần thiết, trong khi mức phí này cũng không phải là quá đắt để ngăn cản du khách quốc tế đến Thái Lan như một số ý kiến lo ngại khi so sánh với mức phí ở các quốc gia khác. Bắt đầu từ tối 22 tháng 4 đến rạng sáng ngày 23 tháng 4, hơn 80 trận động đất, mạnh nhất là 6,3 độ Richter, đã tấn công bờ biển phía đông Đài Loan, Trung Quốc. Quận Hoa Liên đã rung chuyển bởi hàng chục dư chấn, nhưng chỉ có thiệt hại nhỏ được báo cáo và không có thương vong. Cơ quan Quản lý Thời tiết Trung ương Đài Loan, Trung Quốc cho biết, các tòa nhà trên khắp phần lớn phía Bắc, phía Đông và phía Tây Đài Loan, bao gồm cả thủ đô Đài Bắc, rung chuyển suốt đêm với trận động đất lớn nhất có cường độ 6,3 độ Richter. Xung đột Israel-Hamas nổ ra kéo theo rất nhiều cuộc khủng hoảng, trong đó có khủng hoảng giáo dục. Thời gian học tập vui chơi bên bạn bè của trẻ em Gaza đã biến mất. Với các em, những điều tưởng như bình thường đó giờ lại là nỗi ước ao mịt mù. Abbas Anquara và Mohammed Al-Fayyan, 10 tuổi, là bạn học cùng lớp ở vùng Bani Suhaila, phía nam dải Gaza. Lớp học của hai em đã phải tạm dừng khi xung đột bùng nổ. Bom đạn đã biến trường của các em thành một đống đổ nát, hoang tàn, bụi bặm. Abbas Anquara và Mohammed Al-Fayyan chỉ là hai trong số rất nhiều em nhỏ đang tự hỏi liệu mình còn có thể cắp sách đến trường một lần nữa hay không. Tôi mong muốn được đến trường cùng nhiều bạn bè và được vui chơi. Tất cả các cơ sở giáo dục của chúng tôi đều bị phá hủy. Chúng tôi mong muốn đưa nền giáo dục trở lại để tất cả học sinh có thể quay trở lại trường học. Trẻ em chiếm khoảng một nửa dân số của Gaza, ước mơ của những mầm non tương lai ở Gaza, một giải đất hiện đang thiếu nước, thực phẩm, thuốc men và dịch vụ chăm sóc sức khỏe trầm trọng
sẽ ra sao nếu các cơ sở cũng như ngành giáo dục nơi đây tiếp tục bị phá hủy, hư hỏng nặng nề. Nhắc tới chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, không thể không nhắc tới vai trò của những chiếc xe đạp thổ và những đóng góp to lớn của các tỉnh hậu phương trong chi viện sức người, sức của cho kháng chiến. Chỉ với chiếc xe thô sơ, nhưng nhờ sự thông minh và sức sáng tạo tuyệt vời, lực lượng dân công hỏa tuyến đã cải tiến chiếc xe thành phương tiện vận tải cơ động phục vụ chiến dịch. Tuy không tham gia vào đoàn xe đạp thổ vận chuyển lương thực, hàng hóa cho chiến dịch Điện Biên Phủ, song ông Lò Văn Pọm ở xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La vẫn nhớ như in những kỷ niệm khi dẫn đường đưa các đoàn dân công các tỉnh đến các điểm tập kết hàng hóa, thực phẩm, đảm bảo phục vụ cho chiến dịch. Lúc bây giờ thì người gánh cũng có, người thổ xe đạp cũng có. Có người khỏe nó thổ 2 tạ, người yếu thì cũng phải tạ 7, tạ 8. Xe đạp làm cái cọc chống cái khung giữa này này, một bao ở bên này, bên đeo bên này, 2 bao, 3 bao, có người 4 bao. Khi đó, lực lượng xe đạp thổ được biên chế từng đoàn, mỗi đoàn có nhiều trung đội, mỗi trung đội từ 30 đến 40 xe. Trong số trên 260.000 dân công của cả nước, có hơn 33.000 lượt dân công hỏa tuyến với 21.000 xe đạp thổ đã đưa được trên 25.000 tấn vũ khí, lương thực, thực phẩm vào phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ. Chúng ta biết là chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ nó diễn ra trên một cái địa hình tây bắc rừng núi rất là phức tạp. Thứ hai nữa, hệ thống đường xá không cho phép ô tô có thể tiếp cận được mọi ngõ ngách, mọi cái mặt trận, mọi cái trận địa. Cho nên phương tiện chủ yếu phục vụ trong chiến dịch Điện Biên Phủ là xe đạp thổ và gánh bộ. Xe đạp thổ là một cái điều hoàn toàn bất ngờ đối với lại quân Pháp ở Điện Biên Phủ. Và đó cũng là đó một cái sao cho thấy một cái sáng tạo của chiến tranh nhân dân Việt Nam. Hình ảnh chiếc xe đạp thổ là minh chứng sống động cho tinh thần và ý chí quyết tâm không có gì lay chuyển được của một dân tộc trên con đường giành lại độc lập tự do. Phương tiện thô sơ ấy đã đánh bại sức mạnh của thực dân xâm lược với hàng vạn vũ khí tối tân để làm nên chiến thắng vang dội, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu.